Hello mọi người nha. Hôm nay mình làm một clip ngắn ngắn để hướng dẫn mọi người làm một cái ô rượu, cái ô tủ rượu á, của treo chéo ấy. Thì cái cách này mình cho là nó cũng tương đối là nhanh thôi. Thế ngoài ra còn cách nào khác nữa mà mọi người biết thì mọi người có thể comment xuống bên dưới. Thì đây là mình sẽ sử dụng cái DC. Thì trong cái DC này của nó thì nó sẽ không có sẵn các chi tiết khấu âm dương, mà bản chất của cái ô tủ rượu này là phải khấu âm dương. Thế thì mình sẽ điều chỉnh cái kích thước một chút nhé. Cái DC này của mình thì lát nữa mình sẽ up cái link download cái DC này xuống bên dưới cái phần mô tả video ấy. Thì ví dụ ở đây là cái phần DC mặc định là mình có 4 ô ngang và 2 ô dọc. Trong trường hợp này ví dụ mình tăng thử nhé, tăng thử cái số ô dọc lên là 3 đi, xem nó như thế nào. Đó, thì nó sẽ như thế này. Thế thì bây giờ ví dụ trong cái trường hợp này mình thấy cái kích thước như này là phù hợp rồi. Thế thì bây giờ cái việc còn lại của mình, nếu mà mình để y như này mình netting ấy, thì nó sẽ không có đường cắt, nó sẽ không có các đường khấu âm dương. Đây là ví dụ mình sẽ netting thử còn hai bé nhé. Đầu tiên là mình gắn nhãn này, gắn nhãn này. Đó, sau mình netting thử ra này, mình netting ra nhá. Thế thì khi netting ra như này ấy, thì nó sẽ chỉ cắt tấm cho các bạn thôi, chỉ cắt cho mình bao nhiêu tấm thôi. Và sau đấy là mình sẽ phải bằng một cách nào đó mình sẽ khấu âm dương. Và đây, thế thì mình có một cách khấu âm dương nó tương đối là nhanh. Thế thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách đấy, cái cách mà mình sẽ làm. Đầu tiên mình sẽ lại xóa này đi nhá. Đây, xóa này. Bóc lại này ra đây. Bóc này ra đây. Rồi mình lấy ví dụ mình lại sẽ làm luôn ở trên cái này và mình không thay đổi kích thước nữa. Thì cái cách mình làm để cho mọi người biết cách làm thôi. Còn cái kích thước mà mọi người mong muốn như này thì mọi người có thể điều chỉnh. Mình xóa mẹ cái này đi. Mình explode ra. Explode ra này, phá khối ra này. Xóa cái này đi. Xóa cái bên mình coi như là cái này của mình là chuẩn rồi, đúng không? Thế thì để làm được cái này thì mình sẽ làm một cái tiếp diện giao nhau. Cái cách này mình nghĩ là nó nhanh rồi, tương đối là nhanh rồi. Ngoài ra còn cách nào nữa thì mình cũng chưa nghiên cứu ra. Thế thì mình sẽ tạo một cái tiết diện giao nhau. Và cái tiết diện giao nhau đấy mình sẽ cắt đứt. Thì đầu tiên mình sẽ cài đặt một cái tiết diện giao nhau của ABF nhé. Bật cái phần cài đặt này. Bật tiết diện giao nhau này, mình sẽ tạo mới một cái tiết diện giao nhau. Đó, thế là gì? Cái này mình sẽ đặt là cắt trong. Mình sẽ đặt là như này. Cái tên này thì mọi người có thể linh động thay đổi nhé. Mình sẽ đặt là cắt in z0 z0 cắt đất. Mình sẽ kéo giãn hai cái đầu ra một tí để cho nó khử cái đường dao ấy, nó khử cái bán kính dao ấy. Thì mình sử dụng con dao 6 thì mình kéo ra đúng chuẩn nó sẽ là 3, nó sẽ khử bán kính, nhưng mình chỉ cần hai thôi là sẽ đủ khử rồi. Ok, hiện nay mình sẽ đặt tên nó là gì? Ô rượu không dương đi. Ok, thì mình sẽ có thêm cái phần khấu rồi, mình tắt hết mấy cái này của mình đi đã nhé. Rồi này. Ok, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là cái chiều sâu của thằng này đang là bao nhiêu. Chiều sâu của ông này là gì? 300 đúng không? Thì mình sẽ cần phải khấu là gì? 150, kéo lên 150 như này. Đó, thế thì bây giờ mình sẽ chọn những cái thằng nằm chéo như này, những cái thằng nằm song song với nhau mình kéo ra ngoài 150. Mình sẽ chọn thằng này này, giữ ship này, thằng này này. Đó, như này, đây là những cái thằng nó nằm song song với nhau thì mình sẽ kéo ra ngoài để mình làm tiết diện ra nhau. Kéo đây, kéo đây. Đấy, 150. Đó, thế thì bây giờ mình sẽ thực hiện đánh tiết diện giao nhau cho cái thằng này. Ở đây còn thiếu hôm nay nữa, ngoài cũng ra 150, 150. Đó, ví dụ như này. Rồi mình xóa hai cái đường này đi nhá, tại vì mình ghét những đường đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ vào phần tiết diện giao nhau, bật cái khấu âm dương lên, click vào từng thằng này một. Đó, một này. Đó, thì nó sẽ tạo ra hai cái ngạo tiếp này. Đó, thế cứ thế thực hiện cho đến hết cái thằng này rồi thì đó thằng này nữa. Đó, thế thì nó sẽ tạo được cái tiết diện giao nhau lên lên những cái đây. Bây giờ mình sẽ đánh một lượt này nữa. Đó, chạy sang này mình sẽ đánh một lượt này. Thì cái cách này nó cũng hơi thủ công một tí nhưng như thế nó cũng tương đối là nhanh rồi. Ngoài ra không biết là có cách nào nhanh hơn nữa. Hình như là có cái DC của ABF ấy thì hay là của Body House ấy, nó có cái chức năng này. Thế là bây giờ mình có thể trải tấm ra luôn, mình có thể gắn gắn nhãn. Những cái bước này mình có thể đưa nó vào nhìn cho nó đẹp thôi. Con nó đã các tiết diện ra nhau, mình đã đưa nó vào đây. Bước này không cần thiết. Đấy, bây giờ mình sẽ lại gắn nhãn cho nó. Gắn nhãn cho nó. Bây giờ nó sẽ xuất hiện một vài chi tiết bị gia công hai mặt thì mình sẽ phải sửa nó một chút. Bây giờ mình sẽ trải thử nó ra xem nhé. Nhắc tin ra xem nó được cái gì nhé.
Này thế thì trong trường hợp này nó bị phát sinh hai cái những cái tấm hai mặt như này, thì mình sẽ phải chuyển những cái đó, nó sẽ cái đường này là đường khử ra đó. Mình sẽ phải chuyển những cái tiết diện nó phát sinh cái hai mặt này này về một mặt. Thì ở đây mình sẽ kiểm tra xem là mình có tấm số 10, tấm số 16, 4 và 11. Mình sẽ vào đây mình gõ. Cái này vẫn hơi thủ công. Đó, thì mình có mấy cái chi tiết này là nó bị thành hai mặt như thế này, thì mình chỉ cần chuyển cái layer nó lên trên này thôi. Mình sẽ kích vào nó nhé. Mình sẽ kích vào chọn này. Có click này. Cái bước này thì mình... mình chuyển lên này. Rồi này. 6 này. Chắc là có 3 cái này. Ưu tiên là mình chuyển những cái phần mà cái mặt mà không có nhãn ấy, về cái mặt có nhãn ấy, nó sẽ ok hơn. Đó, như đây. 6, 4, tức là 11. Mình 3 cái này. Bây giờ mình sẽ thử đánh nét tính lại phát nhé. Tính lại này. Xem nó đã về hết một mặt chưa. Còn nếu mà ai ngại ngại cái việc mình xếp đấy, mọi người có thể cắt hai mặt cũng được. Mình nghĩ ra không cần thiết. Đó, như này. Mình cắt một mặt thôi được. Rồi, ok. Tại vì nó là cắt đứt mà. Là cắt mặt tam nó như nhau. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xuất đi ghép. Là tên nó là ô giữa. Đó, mình sẽ qua file mình nhá. Qua file nhá. Đấy, thì mình sẽ đưa cái đi ghép vào. Bây giờ mình có thể dùng cái này hoặc dùng cái này, tại vì mình chỉ có một file đi ghép thôi, mình hay import kiểu này, desktop này. Ô rượu chờ đâu. Đây. Đây, ok. Đó, mình cũng chẳng cần phải tu đổi tên luôn. Đó, mình nét tinh bình thường. Nét tinh. Thế bây giờ mọi người lưu ý là thì mình sẽ có một layer này, layer ABF cắt in Z0 này. Thì mình sẽ sử dụng cái dao của mình là dao cắt in, cắt bên trong. Đó, phần của mình là con dao 6 này rồi, cắt đứt tới 17.1 rồi. Mình chọn lựa cái layer, mình lựa vào cái layer chính là cái layer này. Đó, ở đây thì Cloud. Đấy, mình là gì? Cắt tầm trường. Đó, như này. Thế thì có phải là nó sẽ đánh ra được những cái đường này, nó đánh ra được những cái đường này, mà nhớ là phải đánh trong nhá, đánh ngoài là vứt đấy, đánh ngoài là nó sẽ bị to. Cái khe này của mình nó sẽ đúng là 17.5 vì mình sử dụng cái ván 17.5, mình khe bao ván 17.5. Tiếp theo là gì, mình sẽ có một cái đường cắt đứt nữa, thì cái đường cắt đứt này sẽ phải cắt ngoài này, cũng là con dao 6 này, mình sẽ cắt ra bên ngoài, mình sẽ chọn cái layer là cutting line, cắt ra bên ngoài này. Ok. Rồi. Đó, như này. Thế thì trong cái trường hợp này mọi người hay thắc mắc bọn mình là tại sao không thỉnh thoảng không sử dụng được cái này. Cái suốt hàng loạt file CNC này hoặc là apply template to on-sheet này. Thì hai cái thằng này là một này, chẳng qua là mình đang sử dụng cái bản tiếng Việt đấy. Thì nó có cái nó có cái này gọi là gì? Gọi là cái tiện ích này. Nó có cái phần này. Thế thì nếu mà trong trường hợp mình chỉ có một tấm thôi, mình xuất file CNC bằng cách nào? Mình sẽ vào cái phần toolpath này, mọi close lại này. Mọi người ấn vào cái nút này. Nó sẽ từng path này, nó sẽ xuất được một tấm thôi. Và nhớ là tích vào output này. Tích vào cái output ô này. Nếu mọi người không tích vào đây thì nó sẽ chỉ xuất cái sao đầu tiên thôi. Nó sẽ không xuất cả này. Nếu mọi người không tích này. Đó, mọi người thấy nó tích cái cuối cùng.
xuất cái cuối cùng. Đấy, nó tích vào đây, nó sẽ xuất cả hai cái dao ra. Đây là post, mình chọn post. Ok, vậy là xếp từ bát. Thì mình sẽ lại xếp vào cái ô stop này. Ô rượu này, mình xếp vào đây, cắt ô rượu. Rồi, mình đã có cái file đấy, nên mình sẽ vào đây mình mở thử xem nó cắt như thế nào. File này. À, đây là cái phần mềm Simco Edit này, phần mềm để giả lập cái đường cắt CNC. À, mở ra đây. Đó, vào phần backplot này, ấn backplot window. Đấy, chờ một tí, tại vì cái này nó hơi nặng. Ấn vào phần top này, mọi người sẽ nhìn thấy cái đường cắt này. Em muốn xem thử mọi người không cho nó kéo. Đó, nó sẽ chạy chạy để chạy như này. Đó, thế thôi, nó ngắn ngắn như vậy thôi. Thì để chỉ cho mọi người cách làm cái ô rượu nó như thế nào, thì cái cách của mình ở đây nó chính là cái cách tạo tiết diện giao nhau với ABS. Thì cái tiết diện giao nhau đấy mình sẽ cắt đứt chứ không phải là dùng để bao nền nữa. Rồi, ok, lát nữa mình sẽ áp cái DC riêng cái DC này xuống dưới phần mô tả video để mọi người có thể download và thực hành. Hy vọng là nó sẽ giúp mọi người làm cái ô rượu này nó đơn giản hơn. Rồi thì nha, cái video này ngắn đấy thôi. Bye bye mọi người.